thử thách dành cho em ấy. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vì anh biết là MC đã bỏ về trước, cho nên chương trình của chúng ta vẫn không được tiếp tục. Đây là một món quà mà cho em. Anh cần cầm cầm biết của anh. Thử thách của Quỳnh ngày hôm nay sẽ là ở đây có số thử thách của em sẽ làm cảm thấy tặng cho 60 fan hâm mộ ở đây, bức thư chúng ta hai người. Ở trong này thì anh đăng ký một nửa rồi, tất nhiên anh không cả tối hôm qua anh ký, và bây giờ thử thách của em đó, vậy tặng 60 phần quà 60 khán giả đây nhé. Xin nhận em.